Bảy tuổi này sông nhà năm 2024, gia chủ gặp may, tiền vàng rủ dính, cả năm ăn nên làm ra. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về 7 tuổi sông nhà trong năm 2024, năm giáp thìn. Vậy thì 7 tuổi được chọn là cái tuổi sông nhà trong năm 2024 thì đó là những tuổi nào? Và những tuổi nào thì nên chọn những tuổi này Đấy, Ví dụ như là gì? Tuổi dậu ấy, thì tuổi dậu sẽ hợp số nhà cho tuổi nào đó. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ tất cả cùng quý vị và các bạn Về những cái tuổi sông nhà đó và sẽ giúp quý vị và các bạn lựa chọn được ra cái tuổi sông nhà tốt lành với mình đó à, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, cái dịp đầu năm, ấy, cái dịp đầu xuân năm mới, cái, cái ngày mùng 1 Tết là một cái ngày cực kỳ trọng đại Thì cái ngày mùng 1 hàng tháng nó đã quan trọng rồi thì ngày cái mùa ngày mùng một Tết tháng riêng nó lại quan trọng hơn nữa. À, các cụ người ta có câu là gì có thờ có thiên có kiêng có lành. Vậy nên là trong cái ngày mùng 1 Tết ấy, thì người ta thường là chọn những cái việc làm những cái việc là vui vẻ, đó. như là gì sông nhà tặng lì xì hay là gì mua gạo mua muối về để gì tăng thêm cái tài lộc. Và người ta cũng muốn có một cái may mắn, ai cũng muốn có một cái may mắn được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đầu năm với mong muốn là cả năm ăn nên làm ra làm ăn suôn sẻ đúng không ạ? Cuộc sống thì hòa thuận hạnh phúc. Vậy nên là cái việc chọn tuổi sống nhà nó cũng là một cái việc cực kỳ quan trọng Và nó cũng là một cái phong tục tập quán là một cái nét văn hóa của dân tộc ta Đấy. Khi mà cái ngày đầu năm mới đến tự nhiên có người đến chúc chúng ta những điều vui vẻ Thì tự nhiên cái điều đó cũng làm gì? Cũng là may mắn rồi đúng không ạ? Và trong cái thuật chọn cái tuổi sống đất sống nhà ấy, thì người ta cũng chọn những người may mắn, những người vui vẻ, những người cởi mở và những người thành công đấy đến trong nhà con cái thì đưa về để gì không dính về tình trạng cô quả cũng như là gì mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ đấy Vậy thì trong cái năm 2024 thì trong những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tuổi sống nhà đúng không ạ? Về chọn thần tài, chọn quý nhân, chọn lục mã quý nhân, chọn theo khẩu quyết là gì? Thiên can địa chi, vân vân. Có rất nhiều cách chọn chọn tuổi sống nhà. Và cũng có một vài người còn thắc mắc là gì? Ừ, thế vậy thì ông làm một cái video tổng hợp hết đi. Xem là trong cái năm 2024 thì ai tuổi nào sẽ là cái tuổi sống nhà tốt nhất. Đúng không ạ? Và Nói chung là cũng để đáp ứng ý kiến của quý vị thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tuổi sông nhà, những tuổi sông nhà tốt lành nhất nhé. Chúng ta xét từng tuổi nhé, xem tuổi nào sông tốt nhất. Thì đầu tiên chúng ta xét về những người tuổi tí. Những người tuổi tí nhá. À, tuổi tí thì cũng được gọi là một con giáp may mắn sông nhà được trong năm 2024. Cái tiêu chí chọn tuổi sông nhà quý vị nhớ nhé, khẩu quyết này. Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc nhập nội đường, thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ xuân mẫn cản khôn phúc mãn môn đó. tức là gì cái tuổi phải hợp với thái tuế đúng không ạ ít nhất là hợp và không bị xung khắc thì đầu tiên chúng ta loại ra những tuổi xung khắc chứ nhá đấy thì trong năm 2024 chúng ta có sẽ có gì năm con giáp bị phạm thái tuế đó quý vị biết đó. thìn tuất là tương xung này đúng không ạ thìn và xỉu là gì là cục diện phá này là xung nhá đúng không ạ thìn và thìn và mùi thì nó là gì nó là hình này Thìn và mão thì nó là hại. Còn ông thìn là ông gì? ông trực thái tuế, trực thái tuế đấy. Vậy nên là gì? Bốn ông là thìn tuất Sửu mùi, thìn tuất xỉu mùi và tuổi mão là bị phạm thái tuế nhé. Thì với những tuổi phạm thái tuế trong năm thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được gì thái tuế tương trợ giúp đỡ. À, quý vị có thể liên hệ tực, trực tiếp với số điện thoại 0989 34 nhé để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn trong năm. À, các cụ nói là gì thái tuế là tối đẳng thượng thần là cái vị thần sát lớn trong năm và dân gian vẫn có câu là gì thái tuế đương đồ tọa vô hỷ át hữu hoạn Đó. vậy nên những người gặp thái tuế thì trong năm cái vận trình nó sẽ gặp trắc trở và gì khó khăn hơn thường lệ vì thế mà ấy, gì quý vị cũng gì không nên đến sông nhà người khác không nên thôi không phải là vì quý vị xấu đâu mà là không hợp với lưu niên nhớ nhá năm tuổi này không hợp với lưu niên nên là gì chúng ta không nên đến sông nhà người khác đấy à, có gì thì đi 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 đến chơi nhà ai thì đi, đi muộn một, một chút hoặc là rủ một người nào đó hợp tuổi hợp tuổi hợp mệnh với gia chủ đi trước đến sau đó chúng ta đến sau thì sẽ được may mắn hơn đó à, vậy nên là quý vị nhớ nhé để hóa giải cục diện xung thái tuế quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ giúp đỡ à, thưa quý vị đầu tiên là chúng ta sẽ về tuổi tí nhé tuổi tí đúng không ạ tuổi tý thì nói chung ấy, là một cái tuổi may mắn trong năm 2020 24 năm năm giáp thìn những người tuổi tý thì nói chung là được cái cục diện là tam hợp với thái tuế ạ Vậy nên là gì? Đây cũng là một trong những con giáp may mắn mà quý vị nên chọn làm tuổi sông nhà. Đó là con giáp đầu tiên. Đấy, chúng ta biết uh, tuổi Tý là một trong những con vật xuất hiện khắp nơi trên mọi thế gian, đó là con chuột đấy. Uh, nó có sức gì? Sức sống bền bỉ và được biết đến là có cái trí thông minh, lanh lợi và gan dạ. Những người sinh năm Tý thì là những người mà cũng có chung cái đặc điểm như vậy, thông minh, gan dạ và gì? Bản lĩnh. Đấy, họ là những người lạc quan vui vẻ và không bị suy sụp cho dù gặp bất kỳ cái hoàn cảnh khó khăn nào và họ luôn phải phấn đấu đấu tranh cho cái cuộc sống của mình nó được tốt đẹp hơn được được yêu đời hơn đồng thời họ cũng có một cái cảm giác rất là nhạy bén có trực giác rất là phong phú rất là tốt và có trí tưởng tượng rất là phong phú nhé đấy nhưng họ không giỏi trong việc đưa ra quyết định cho một cái cách logic nào đó đấy thì nhìn bên ngoài những người tuổi tuổi tý trông có vẻ là gì dè dặt kín đáo nhưng thực tế thì không phải vậy họ lại gì dễ dàng bị chọc tức nhưng vẫn gì kiểm soát được cái 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 cái, cái tinh thần của mình À, cái tính cách này sẽ giúp họ gì rất nhiều đấy có có được rất nhiều bạn bè những người tuổi chuột cũng là những người dễ gần đôi khi các bạn cảm thấy họ hơi khó tính hay là hơi nhàm chán hơi so mói hay như hay phần nàn nhưng mà nhìn chung ấy thì họ là những người mà dễ kết giao đấy và gì có thể thấy là họ có rất nhiều bạn bè thân thiết à, những người tuổi chuột thì nên trân trọng cái mối quan hệ bạn bè và họ là những người đàng hoàng đôi khi ý, À, các bạn thấy họ gì gắn kết cái cuộc đời của mình với những người khác ấy. bởi vì gì gì, một khi họ mà đã thích ai ấy, thì khó mà có thể rời bỏ người ta được. Những người tuổi Tý trong thời gian này ấy, thì nói chung là những người có bản năng tự nhiên là yêu đồng tiền. Một người, cái người sếp mà sinh năm Tý thì sẽ rất chăm lo cho nhân viên. À, ông ấy sẽ thì luôn đảm bảo nhân viên của mình có được tham gia đầy đủ các gì à, các chế độ chính sách đúng không ạ? Nói chung ấy những người tuổi Tý là một trong con giáp may mắn tốt tính mà được chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024. Mặc dù là thì một số người có hỏi tử thông là cái tuổi Tý, tuổi Tý và tuổi thân tại sao lại tốt? nó phạm tam tai cơ mà, đúng không ạ? Thì quý vị lại đọc lại khẩu quyết nhá. Chi hợp tuyến niên cao hợp mệnh, tức là cái sông nhà thì người ta không tính đến tam tai, người ta chỉ đến chỉ tính đến thái tuế thôi, đúng không ạ? Chỉ tính đến thái tuế thôi nhá. Vậy nên quý vị cũng cần phải là gì? Cũng cần phải hết sức lưu ý nhá. Đó. Và để hóa giải cái hạn tam tai ấy, của năm 2024 ấy, với những người tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Thìn ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo để hóa giải. Với nam ấy, còn nữa thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm Vạn Phúc Chi Nhân để hóa giải cái hạn tam tai cũng như là cái hạn xấu sao xấu sau kiểu rượu như là thái bạch kế đô la hầu địa võng tiên la diêm vương vân vân đấy thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm đó còn đâu những người tuổi tý nhá những người tuổi tý và những người tuổi thân hoàn toàn có thể xông nhà được trong năm 2024 nó thấp thìn vậy nên quý vị không phải lo lại chỉ này quý vị có nhớ khẩu quyết này chi hợp tuyến niên can hợp mệnh còn lại là gì chỉ nó tính hợp với tuyến, thái tuế thôi còn lại không tính cái khác đúng không ạ xung là chúng ta không chọn rồi đúng không ạ vậy nên là quý vị hãy hết sức lưu ý nhé và để mang thêm một cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được thỉnh cái vòng tam hợp của nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý vậy thì một câu hỏi đặt ra là gì những người tuổi tý xông nhà thì hợp với tuổi nào đúng không ạ tuổi tý xông nhà hợp với tuổi nào đó là một cái câu thắc mắc của rất nhiều người đúng không ạ thì quý vị biết đấy, biết đấy, tuổi tý này quý vị ghi nhá tý thì hợp với xỉu những người tuổi xỉu có thể chọn là những người tuổi tý đó thứ hai là gì tý thì hợp với thìn và thân thì những người tuổi thìn tuổi thân cũng có thể chọn tuổi tý để xông nhà Thứ ba là gì? Những người có thiên can là quý, tức là những người có đuôi năm sinh ở số 3 đấy. Đuôi năm sinh số 3 ấy, như là gì? Quý Sửu này, quý Mão này, quý Tỵ này, quý Mùi này, quý Dậu và quý Hợi thì cũng có thể chọn được những người tuổi tí thế trong nhà. Hơn nữa là gì? Có những người có thiên can Ất và thiên can Kỷ, tức là thiên can Ất là đuôi năm sinh ở số 5 đấy. Ví dụ như là 19 Ất Sửu là 1985 đúng không ạ? 1985 này, đúng không? 1975 này, 1965 này, 1955, 1945 và gì? 1995. Đấy thì cũng có thể chọn được tuổi tí Thế tiếp theo là những người có thiên can kỷ, tức là có đôi năm sinh ở số 9 ấy. Những ai mà có đôi năm sinh ở số 9 thì cũng đều chọn được những người tuổi Tý làm một tuổi sông nhà cho mình. Ví dụ như là gì? Kỷ Sửu 1949, kỷ Mão 1999, kỷ Tỵ 1989, kỷ Mùi 1979 ạ, kỷ Dậu 1969 và kỷ Hợi 1959. À tuy nhiên ấy, cái việc chọn tuổi sông nhà ấy, thì chúng ta cũng phải kiêng kỵ một vài thứ nhá, đúng không ạ? Là thứ nhất là gì? Nó không nằm trong cái bộ tứ hành xung. Tức là gì? Những người tuổi Tý này thì chúng ta kỵ là kỵ kỵ tuổi nào? Kỵ tuổi ngọ này. Đấy, thì đầu tiên là ông ngọn phải kỵ đã còn ông mùi ấy, ông mùi thì bị lục hại thì chúng ta cũng xét sau nhé nhưng mà gì riêng ông ngọn là gì thì chúng ta cũng không nên chọn tuổi tí làm tuổi trong nhà nhé đó đó là tuổi đầu tiên là tuổi tí đúng không ạ thì chúng ta biết này tuổi tí này hợp với xỉu này đúng không thìn này và thân đấy cũng như là các người tuổi gì người có thiên can là quý đây tôi ghi đây tí nhá tí thì hợp với những người của... tí này thì hợp với những người này tuổi thân này Thìn này ạ Và những người có thiên can là gì? à, người tuổi sửu này Và những người có đuôi năm sinh là số 3 này Đuôi năm sinh là số 5 này Đó, kỷ, Ất Kỷ đuôi năm sinh là số 9 này, đó Đây là đuôi năm sinh nhá Quý vị, đuôi năm sinh là số 3, số 5, số 9 Và những người có thiên can là à, Địa chi là thân, tí, à, thân, thìn và sửu Thì sẽ hợp, chọn những người tuổi tí xuống nhà Đó, đó là thứ nhất tuổi thứ hai tôi xét đó là tuổi đúng đó tuổi sửu thì bị phá thái tuế vậy nên là gì chúng ta không chọn nhá không chọn tuổi xíu nhá tiếp đến chúng ta chọn đến tuổi thứ ba là tuổi dần đó. thì tuổi dần là một người có tài trí hơn người nói chung ấy trong năm 2024 năm giáp thìn thì cái vận trình của những người tuổi dần cũng đang đi lên đi lên nhá gặp nhiều thuận lợi may mắn trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình hơn nữa những người tuổi dần lại không bị phạm thái tuế vậy nên là gì có thể chọn được tuổi dần làm tuổi trong nhà quý vị nhớ nhé chọn được tuổi dần làm tuổi trong nhà và những người tuổi dần ấy thì là những người mà gì có tài trí hơn người, thông minh nhanh nhẹn. Nhưng mà những người tuổi dần ấy thì cũng biết điều gì sẽ giúp cho họ giàu có và thành công trong cuộc sống. Trong hệ thống 12 con giáp thì con hổ đứng vị trí số số 3 độ 1 2 3. Đó. À những người sinh vào năm dần thì trong một cái chu kỳ ấy, thì mang trong mình những cái đặc điểm đặc tính khác nhau. À, những người tính bính dần khác, mậu dần khác, canh dần khác, nhâm dần khác và giấy, và giáp dần cũng khác. Nói chung ấy, những người tuổi dần thường sở hữu cái tư duy nhanh nhẹn, suy nghĩ nhanh hơn so với người khác những người tuổi dần lại biết những cái yếu tố nào trong cái tính cách của họ để gì tận dụng cái năng lực và đạt được đến cái thành công mỹ mãn hơn thì chúng tôi biết những người tuổi dần trong thì là gì thường mang trong mình cái tinh thần độc lập cao và mơ ước to lớn họ được biết đến với cái sự dũng cảm với cái sự thông minh và sẵn sàng đối đầu với những cái thử thách đấy cái lòng dũng cảm mạnh mẽ cũng sẽ đưa những người tuổi dần đi đến cái chân trời mới nhiều cái tương lai tốt đẹp hơn thậm chí là họ sẵn sàng rời bỏ quê hương đi đến một nơi phồn hoa để gì mưu cầu cái sự nghiệp và phát triển cái cuộc sống. À, dù khó khăn có cản bước thì họ vẫn tự tin và tin tưởng mạnh mẽ vào cái khả năng của chính mình. Tuổi dần không thích nhờ vả, họ ưa độc lập theo cái chính kiến của riêng mình. Họ tin rằng bản thân thì làm nên chuyện bằng cái năng lực và sự miệt mài Cho dồi thêm cái kiến thức trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. À, chính vì cái sự tự tin này mà những người tuổi dần vượt qua được nhiều cái trông gai, nhiều cái sóng gió trong cuộc đời và đạt được những cái mục tiêu nhất định. À, có thể nói rằng những người sinh năm dần ấy, thì thường trân trọng cái sự độc lập của bản thân và họ tự hào về những cái điều mình đang có. Họ thích tự đưa ra những cái quyết định của mình mà không sợ bị gì đi ngược lại với cái quy chuẩn đấy. Nói chung những người tuổi dần thì rất nóng lòng muốn theo đuổi cái con đường riêng để gì để phát huy cái nội lực của bản thân. À, bên cạnh đó những người tuổi dần thường là những người mà để lại ấn tượng rằng họ luôn đối diện với những khó khăn mạnh mẽ và gì vẫn khả lái được những thành công lớn cái điều này nó không chỉ dựa vào cái sự dũng cảm mà còn dựa vào cái sự thông minh và cái sự nhiệt huyết của họ à, tuy nhiên đừng cho rằng những người tuổi dần luôn mạnh mẽ và kiên cường đấy, như những con hổ họ thực sự rất ôn hòa giống như là gì cái sự hiền lành của cái loài mèo bề ngoài thì họ có vẻ dịu dàng nhưng bên trong ấy họ lại có những suy nghĩ chiến lược và những cái mục tiêu khác nhau nếu bạn thấy một người tuổi dần trông yếu đuối hiền lành và dễ bắt nạt ấy thì thường họ đang tỏ ra như vậy đấy để đánh lừa cái cảm giác của người khác. À, tuy nhiên, cái điều đáng lưu ý rằng những người tuổi dần có nội lực mạnh mẽ, họ đổ đầy cái sự nhiệt huyết vào cuộc sống và luôn gì khát khao phát triển bản thân nhanh hơn và chạm đến những cái ngày mai tươi sáng. Chính vì vậy, họ nổi tiếng là đam mê mãnh liệt và gì, tận tâm với cái mục tiêu của mình. Một khi họ mà đã đặt ra mục tiêu, thì trái tim và cái tâm hồn của họ, ấy, nói chung là đều hướng về để hoàn thành nhiệm vụ đó. Vì thế mà gì những người tuổi dần là một con giáp mà sông nhà trong năm 2024 cũng khá là tốt Quý vị có thể chọn được cái tuổi này trong nhà nhé Nó không bị phạm cái cái gì cả Mà lại gì? Lại được may mắn tài lộc Đó à, Và thế vậy thì những người tuổi dần sẽ hợp với những tuổi nào đúng không ạ? Thì tuổi dần nhé Tuổi dần quý vị nhớ này Tôi ghi đây nhé dần này. Tuổi dần trong nhà thì hợp tuổi nào? Theo quý vị hợp tuổi nào? Đúng không? Thì chúng ta biết tuổi dần ấy. Dần chúng ta hợp với hợi này Đầu tiên là tuổi hợi giới hạn là một đúng không ạ thứ hai là tuổi gì tuổi ngọ và tuổi tuất ngọ tuất đó tiếp theo là hợp với những người này, người nào nữa chúng ta biết tân thì lấy ngọ dần đầu quý nhân đó tức là những người có thiên can là tân đấy đúng không ạ và gì giáp thì lấy đọc tự dần tức là những người có đơn âm sinh là số 4 số 4 và tân là gì canh tân là số 1 đó 4 và 1 thì sẽ hợp với những người tuổi dần đúng không ạ Đó, đó là những người tuổi Dần Tiếp theo tuổi Mão thì chỉ bị hại thái tuế chúng ta không trợ được rồi đúng không ạ? Tuổi Thìn thì năm nay trực thế tuế, lại trực thế tuế lại vướng vào tam tai nữa thì nó lại càng căng thẳng hơn. Đó. Như vậy là gì? Cái những người tuổi, tuổi Thìn thì nói qua một chút là cũng thoát được khỏi cái năm thái tuế của năm Quý Mão ấy, năm Quý Mão được bị vướng vào cục diện là gì? Thìn Mão lục hại. Và sau năm 2024 lại vướng vào cục diện trực Thái tuế. Còn ông Mão thì ông mới thoát được cái cục diện thái tuế thì sang năm này lại vướng vào gì? Vào cục diện là hại thái tuế. Nói chung là hai ông này thì có duyên có số với nhau. Nên là gì? Hai tuổi này nhá, quý vị không nên chọn là cái tuổi sông nhà trong năm 2024. À, quý vị không chọn thì thôi, đã không chọn thì thôi, nhưng mà đã chọn thì hãy chọn đúng người. Mình muốn không chọn mà lại tội gì lại chọn những cái người mà nó không hợp tuổi không hợp mệnh. Thì nghe ai đó nói lòng hoàng mấy câu tự tự nhiên lại là lại gì? Lại, lại, lại cảm thấy khó khăn, lại cảm thấy là tội lỗi. Và biết thế thế này biết thế kia đâm ra là gì? Quý vị biết nhá, thì chọn cho mình những tuổi phù hợp. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ ba đúng không ạ? Tuổi dần là tuổi thứ hai này. Tuổi thứ ba nó là tuổi là tuổi Tỵ nhá. Là tuổi Tỵ. À, thưa quý vị, tuổi Tỵ là con giáp đứng thứ bảy trong danh sách của 12 con giáp. Mặc dù một số nền văn hóa thì rắn mang cái hàm ý xấu xa, nhưng hình ảnh con rắn trong văn hóa của người dân Việt Nam lại mang cái ý nghĩa may mắn. Đấy, biểu tượng cho sự nhạy bén, linh hoạt và có phần là bí ẩn. À, những người tuổi Tỵ là những người có ham muốn có dục vọng, đấy và có tham vọng cực lớn. À, trong công việc họ tập trung cao độ đấy, và có trí tiến thủ thích thể hiện bằng cái năng lực của mình Bên cạnh đó, họ còn thích hợp với những công việc lao động trí óc đòi hỏi cái sự thông minh và đầu óc logic suy luận, sáng tạo. À, chúng ta biết, ý, những người tuổi tỵ là những người thông minh khôn ngoan và kiên nhẫn, biết cách quan sát và chờ đợi. Vì vậy, nên những người tuổi tỵ thì rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. À, nhiều người tuổi tỵ thì có một những cái hiểu biết thông thái và có cái trí tuệ cực kỳ là uyên bác. Nói chung trong các mối quan hệ của mọi người thì những người tuổi tỵ ưa thích chiếm hữu, và yêu cầu người khác rất là cao yêu cầu ở người khác rất là cao à, trong các mối quan hệ thì những người tuổi tỵ luôn có cái, cái sự nghi hồ hồ nghi à, có một cái cảnh giác đấy họ thích biểu đạt cái sự bất mãn bằng cái vẻ chống đối cái thứ lạnh lùng xung quanh ấy. chứ không mỉa mai hay là cay nghiệt những người khác hay là cãi vã đó những người tuổi tỵ thì thích đánh cho kẻ địch một cái đoàn chí mạng đấy. rồi gì rồi tiêu triệt đến tận tận gốc tận rễ nói chung ấy những người tuổi tỵ đến sông nhà trong năm 2024 ấy, thì cũng là một cái điều may mắn là một điều may mắn vậy nên nếu mà có hợp tuổi hợp mệnh thì quý vị có thể chọn được những người tuổi tỵ nhé để trong nhà trong năm 2024 vậy thì những người tuổi tỵ sẽ hợp với tuổi nào để chúng ta cùng xem này à, chúng ta có tỵ và thân là được hợp đó là những người tuổi tỵ nhé Đấy, thì quý vị sẽ hợp với tuổi gì tuổi thân này tuổi thân này tuổi nào nữa tuổi thân đúng không ạ tuổi dậu và tuổi xíu đó, thân dậu xỉu và tuổi tỵ chúng ta cũng bính mậu lấy lộc tệ tỵ đúng không ạ bính mậu lấy lộc tệ tỵ chứ bính là những người có đơn âm sinh được số 6 này mậu là những người có đơn âm sinh được số 8 này thì lấy lộc tệ tỵ này à, chúng ta có cái gì ờ, giáp một canh giữa kỷ thử hầu đương đến chư kế vị như quý sập thổ tàng à, và những người có thiên các là nhâm và quý thôi nhâm là những người có đơn âm sinh là số là số 2 này quý là những người có đơn âm sinh là số 3 tức là những người có đơn âm sinh là số 6 này số 8 số 2 và số 3 và những người tuổi thân dậu xỉu thì sẽ chọn được những người tuổi Tỵ đến trong nhà nhé, cũng được cắt lành và may mắn. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét con giáp tiếp theo là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ thì trong năm 2024 cũng không phạm một cái lỗi gì cả. Vậy nên đây cũng là một cái con giáp cực kỳ may mắn và sông nhà cũng mang lại cái cát lợi của cái anh thông. À thưa quý vị, Ngựa là cái loài vật đứng thứ bảy trong cái bảng xếp hạng 12 con giáp theo thứ tự tự nhiên. Những người tuổi Ngọ là những người mà yêu thích cái cuộc sống tự do hoang dã. Vì thế, dân gian cho rằng Nói chung ấy, những người tuổi Ngọ sẽ mang cái tính cách năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông vui và đam mê khám phá những điều mới mẻ. Ở trong công việc thì những người tuổi Ngọ thể hiện cái sự đa tài và biết làm ra tiền, thích đi đây đi đó, họ thích những cái công việc năng động, ít có cái sự gò bó, ít có sự bó buộc uh, của bản thân ấy. Và họ có thể là gì? Đảm nhận được nhiều cái công việc, nhiều vị trí khác nhau và cũng đạt được cái hiệu suất cao trong công việc. Những người tuổi Ngọ thì thích độc lập, thích tự chủ. Nên ấy, họ cũng sẽ dũng cảm đương đầu với những cái thử thách để đạt được cái thành công to lớn. Họ rất nhạy bén để gì biết cái điều gì là cái điều mình cần làm trước mắt. Một số nét nổi bật của những người tuổi ngọ là gì? Giỏi giao tiếp, đầu óc thẩm mỹ cao và ưa thích cái vận động thể dục thể thao, nâng cao cái sức khỏe của bản thân. Những người tuổi ngọ là những người mà thường được nhiều người quý mến và kính trọng. À, tuy có nhiều cái ưu điểm trong cái tính cách, nhưng những người tuổi ngọ cũng không thể tránh khỏi một số cái nhược điểm điển hình như là gì? Dễ thay đổi, hào hứng nhất thời đúng không ạ? dễ theo đuổi những cái niềm mơ xa vời vân vân. À, vì thế với những người tuổi ngọ ấy, thì trong thời gian này đấy quý vị có thể là chọn được chọn là một trong những cái tuổi sông nhà may mắn nhé. Vậy thì tuổi ngọ thì hợp với tuổi nào đúng không? Thì chúng ta biết đấy tuổi ngọ á, ngọ chúng ta hợp với mùi này. Tôi ghi cho đây nhé ngọ nhé. Nếu mà quý vị tuổi ngọ ấy, chọn tuổi ngọ trong nhà ấy, thì những tuổi này có thể chọn được này. Thứ nhất là tuổi mùi này. Đúng không? Mùi và gì? Dần này, tuất này đó và những người gì ngọ thì đinh kỷ lấy độc tại ngọ đinh là gì à, đinh là 7 đúng không thì là 9 những người có đôi năm sinh là số 7 và số 9 thì sẽ lấy được tại ngọ đúng không lục tân tầm mã hổ tân tân tức là đôi sinh là số uh, canh tân là số 1 đấy đôi sinh là số 1 nhé vậy nên những người có đôi năm sinh là số 1 đấy số 1, số 7, số 9 và những người tuổi tuất tuổi dần tuổi mùi thì sẽ chọn được tuổi ngọ trong nhà quý vị cứ chọn như vậy thì sẽ được quý nhân với thần tài toàn thần tài quý nhân tử thông chọn cho quý vị toàn thần tài và quý nhân thôi đơn gia là quý vị cứ yên tâm ở chọn nhé tiếp đến là tuổi thứ năm là những người tuổi thân tuổi thân ấy, thì nói chung ấy tuổi thân ấy tuổi thân tuổi thân là những người mà nói chung là trong năm 2024 là những người cực kỳ may mắn được chọn là cái tuổi sông nhà Đó. nói chung ấy trong năm nay vận khí của những người tuổi thân rất là tốt vừa được cục diện tam hợp thái tuế lại được rất nhiều sao tốt chiếu mệnh Vậy nên đây cũng sẽ là một trong những người cực kỳ may mắn mà khi được chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024 là gió thìn. Nói chung ấy, trong công việc và trong đời sống của những người tuổi thân ấy, thì sở hữu nhiều cái tài lẻ bẩm sinh nên sẽ có thể gặt hái được những thành công lớn lao trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. À, với cái trí thông minh, cái sự linh hoạt và cái khả năng gì tập trung cao độ thì giúp họ gì học một biết mười và luôn sáng tạo nghĩ ra những cách làm mới và hay. À, bất kể là trong ngành nghề gì đi chăng nữa thì những người tuổi thân ấy, nói chung đã muốn làm thì có thể đều chinh phục được. Bên cạnh đó, tuổi thân là những người có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng và hào phóng, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ mọi người nên là có nhiều bạn bè, đồng nghiệp thì yêu quý. Nói chung ấy, họ có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên là gì? Ứng xử rất là tinh tế và luôn mang lại cái niềm vui cho mọi người xung quanh. Thì những người tuổi này cũng rất kiên định với cái ý tưởng của bản thân. Họ hiểu rõ cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình nên là sẽ luôn tìm ra cái giải pháp tốt nhất vừa thông minh lại vừa lém đỉnh lại gì ham hoa hỏi nên những người tuổi thân thường gì trưởng thành sớm hơn và đạt được nhiều thành công hơn khi mà vẫn vẫn còn trẻ tuổi nói chung trong vấn đề tình cảm thì những người tuổi thân cũng khá là quyến rũ hấp dẫn người khác bởi cái sự hoàn hảo trong mọi việc của mình nói chung họ rất trân trọng cái tình cảm và gì nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ nhỏ của đối phương là người thông minh biết cách giữ cái hỏa khí giải quyết êm đẹp khi mà chẳng may các mối quan hệ nó phát sinh mâu thuẫn Nói chung ấy thì những người tuổi thân ấy là một cái con giáp cực kỳ là may mắn khi mà được chọn làm cái tuổi sông nhà. Đó, nó may mắn nhất nhì trong các con giáp trong thời gian này. Đấy. Vì vậy mà gì? Đây là một con giáp may mắn nhá mà chúng ta có thể chọn được tuổi sông nhà. Đó là tuổi thân. Đó. 2 4 5 con đúng không ạ? 2 4 5. Tuổi thân thì hợp với tuổi gì? Tuổi tí này, tuổi tí có thể chọn tuổi thân này, được, tuổi thìn này. Tuổi thìn này, đúng không tuổi thìn, tuổi tý và tuổi gì? Tuổi tỵ. Bên cạnh đó, những người có thiên can canh tức là đuôi âm sinh đấy, những người có đuôi năm sinh ở số 0 nhá. Đuôi năm sinh ở số 0 thì cũng hợp để chọn những người tuổi thân đúng không ạ? Và gì? Ất kỷ thiếu đương, những người có thiên can Ất. Ất là năm này, đuôi năm sinh ở số 5 này, kỷ là đuôi năm sinh ở số 9 này, đó. Như vậy là gì? Những người tuổi tý, thìn, tỵ và những người có đuôi năm sinh là 0, 5 và 9 thì sẽ chọn được những người tuổi thân ở trong nhà sẽ được cái cát lợi và may mắn được các khí hành thông đó là gì con giáp thứ năm tiếp theo con giáp thứ sáu là những người tuổi dậu những người tuổi dậu trong năm 2024 ấy được cục diện là thìn dậu nhị hợp cái cục diện nhị hợp nó cũng mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc và gì đặc biệt là hợp với thái tuế nên là đây cũng sẽ là một cái tuổi sông nhà nói chung là những người tuổi dậu ấy thì sẽ là con giáp sông nhà tốt nhất trong năm 2024 năm năm giáp thìn vậy nên là các tuổi hợp với tuổi dậu ấy, hãy nên chọn cái tuổi này để sông nhà những người tuổi dậu là những người rất nhạy cảm trong các vấn đề là nhận xét một cái vấn đề nào đó các bạn luôn đi trước người khác một bước trong công việc và có thể là gì nhận được cái sự phát triển trong tương lai nói chung những người tuổi dậu trong thời gian này thường có kế hoạch trước khi mà bắt tay vào một cái việc gì công về nào đó với cái sự là phán đoán chính xác nên là kết quả thu được ấy cũng sẽ khá là khả quan đôi khi còn tốt đẹp ngoài cái sức tưởng tượng nói chung ấy những người tuổi dậu chính là những người thông minh có những cái ý tưởng độc đáo và có năng lực làm việc xử lý công việc của mình một cách nhanh gọn và cách suy nghĩ của những người tuổi dậu thì nói chung ấy cũng gì chín chắn hơn đấy và nói chung những người tuổi dậu thì có một cái đặc tính đó là rất thích cái vẻ đẹp, thích trưng diện, thích trang diện và gì làm dáng, làm điệu vân vân đó đó là tính cách của những người tuổi dậu. Vậy thì cái năm 2024 lần giáp thìn cái vận khí của những người tuổi dậu nó rất là tốt vì thế quý vị có thể chọn cái tuổi này là cái tuổi sông nhà cho mình. Đó. Thì quý vị có thể là gì? Chọn những người tuổi dậu nhé Vậy thì tuổi dậu sẽ hợp với tuổi nào? Thì tuổi thông khi vào đây nhé, dậu này Tuổi dậu thì hợp với tuổi nào? Tuổi dậu chúng ta hợp với tuổi gì? Thứ nhất là thìn Tị Xỉu Thìn tị xỉu nhé đúng không? Và tuổi dậu thì chúng ta có tân đúng không ạ? Thì tân là dậu đúng không ạ? Thì tân Tức là những người đơn sinh số, số 1 À, những người có đuôi năm sinh là số 1 thiên can tân thì dậu lầm lộc, còn lấy gì à, còn quý nhân ấy, quý nhân thì gì chúng ta có bính đinh chưa cây vị đúng bính đinh tức là những người có đuôi năm sinh là số 6 và số bính đinh là số 7 đuôi năm sinh là số 6 và số 7 thì sẽ thì chọn được những người tuổi dậu trong nhà à, tiếp theo chúng ta xét con giáp thứ bảy thứ bảy đó là những người tuổi hợi à, thưa quý vị những người tuổi hợi ấy, nói chung ấy con giáp tuổi hợi là con giáp cuối cùng trong hệ thống 12 con giáp à, thế nên nó là con con giáp mà tượng trưng cho sự kiên nhẫn tượng trưng cho sự gì phải chờ đợi đến lượt mình người tuổi hợi là những người có mở cái bản tính nhút nhát và có vẻ điềm đạm nhưng họ rất biết thông cảm và là những người đáng yêu đáng tin cậy họ là những người thẳng tính trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác lại sau lưng thì đây là cái người hiền lành hiền hòa thích cái chốn đông người đấy và thích những chỗ quen thuộc hơn là những cái nơi xa lạ Mặc dù những cái người tuổi hợi không phải là những người mà chậm chạp Nhưng mà họ lại là những người mà thích sự thanh thản sâu túc à, Trong 12 con giáp thì những người tuổi hợi được coi là con giáp tượng trưng cho cái sự hưởng lạc Cho sự an nhàn Những người tuổi hợi thì thường mơ ước được sống ở cái cuộc sống là dễ dãi, xa hoa à, Nhưng mà những cái điều này thì lại không thể dành cho tất cả những người tuổi hợi à, biết thế nên là họ đã chỉ cố gắng theo cách của họ để có được cái, cái thứ mà họ mong muốn à, những người tuổi hợi thì thường là những người mà sống tình cảm và yêu gia đình à, nơi họ ở cũng thường là khá là gì ấm cúng thoải mái và thân thiện tuy nhiên lại hơi bề bộn một chút những người tuổi hợi là những người trầm lắng chắc chắn cương nghị và có lòng dạ hiền lương đôn hậu vậy nên đây cũng là một con giáp may mắn để chúng ta chọn là cái tuổi sông nhà trong năm 2024 vậy thì tuổi dậu hợp với tuổi nào đúng không ạ à, tuổi hợi đúng không ạ tuổi hợi là chúng ta biết tuổi hợi nhé tuổi hợi thì sẽ gì được tuổi nào chọn làm tuổi sóc nhà thì chúng ta cùng xét này Chủ tuổi hợi chúng ta có dần hợi là hợp này chúng ta chọn những người tuổi dần này tuổi mão này và tuổi mùi này à, tiếp theo là gì những người có thiên căn nhâm tức là những người có đuôi năm sinh ở số 2 đấy thì là gì chọn người tuổi hợi Đó. nhâm quý xả tố tàng mà hoặc là gì bính đinh chưa quý vị những người có đuôi năm sinh ở số 6 và số 7 những người có thiên can bính và thiên can đinh cũng nên chọn những người tuổi hợi làm tuổi trong nhà đó đó là những con giáp mà may mắn nhất thì quý vị hỏi là gì ừ thế con giáp thứ 8 là con giáp nào đúng không ạ con giáp thứ 8 là con giáp nào thì chúng ta có 12 con giáp thì có 5 ông bị phạm rồi nếu mà muốn chọn con giáp thứ 8 thì chắc là con giáp thứ 13 rồi quý vị ạ thì quý vị có thể chọn con giáp thứ 13 trong nhà cũng được may mắn và hay thông nếu như mà nhá trong trường hợp là gì con giáp thứ 13 lại phải gì nằm trong những con giáp này nhá nằm trong bảy con giáp này chứ không được nằm ngoài được nằm ngoài là hỏng đấy nằm ngoài bảy con giáp này là hỏng luôn đấy rơi vào năm con giáp xui xẻo là coi như là dạ, là, là đi bụi luôn đấy đó thì cái chủ đề về chọn tuổi sống nhà ấy, và những cái điều kiện kỵ thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong những video sau nhé trong vậy trong những con những con giáp này thì tuổi nào sẽ là tuổi sống nhà may mắn nhất đúng không ạ thì tử thông xếp theo thứ tự cho cho mọi người nhé, cùng theo dõi nhé đấy thì trong năm 2024 chúng ta được cục diện là thìn dậu nhị hợp vậy nên là gì những người tuổi dậu là những người con giáp may mắn nhất đúng không ạ tiếp theo tuổi thứ hai phải nhắc đến đó là tuổi thân tuổi thứ ba may mắn may mắn thứ ba đó là tuổi tý tuổi thứ tư ấy thì phải nói đến đó là những người tuổi ngọ tuổi thứ năm ấy thì là tuổi dần ạ tuổi thứ sáu là tuổi tỵ và tuổi thứ bảy ấy, là tuổi hợi đó đó là cái thứ tự mà con giáp là may mắn nhất đúng không ạ còn con giáp thứ tám thì nó cũng phải nằm một trong những con giáp này chứ nằm ngoài cái con giáp thứ 13 là cũng căng đấy đó à, thưa quý vị như vậy là trong cái năm 2024 chúng ta có 7 con giáp có thể xông chào nhé Có 7 con giáp nhé Thì đó là những tuổi sau Một là tuổi tí thì sẽ hợp với tuổi thân, thìn, xỉu Và những người có năm sinh được số 3, số 5, số 9 Thứ hai là tuổi dần sẽ hợp với những người tuổi hợi, ngọ, tuất và những người có đuôi năm sinh ở số 4 và số 1 Ba là những người tuổi tỵ Thì hợp với những người tuổi thân, dậu, xỉu Và những người có đuôi năm sinh ở số 6, số 8, số 2 và số 3 Những người tuổi ngọ ấy Thì hợp với những người tuổi mùi đúng không? Tuổi dần, tuổi tuất và những người có đuôi năm sinh là số 7, 9, 11. Những người tuổi thân thì hợp với những người tuổi tí, đúng không ạ? Tuổi thìn và tuổi tỵ và những người có đuôi năm sinh là số 0, số 5 và số 9. Tiếp theo những người tuổi dậu thì hợp sông nhà với những người tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi sửu và những người có đuôi năm sinh là số 1, số 6 và số 7. Cuối cùng là những người tuổi hợi thì sẽ hợp với những người tuổi dần, mão, mùi và những người có đuôi năm sinh là 2, 6, 7. Đó. Đó là những con giáp mà đây chúng ta có 6 con giáp, 7 con giáp có thể là chọn lần tuổi sông nhà trong năm 2024. Đuổi giáp thìn nhá thì cũng sẽ được cái sự may mắn, hanh thông, tài lộc từ dồi dào. À thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn sông nhà trong năm 2024 là Giáp Thìn. Hy vọng thông qua video này thì quý vị có thể lựa chọn ra cho mình được những cái con giáp từ những tuổi sông nhà phù hợp nhất đấy, để giúp quý vị có một cái cuộc sống bình an, may mắn, tài lộc dồi dào trong năm 2024 năm Giáp Thìn. À rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn